né né qua mặt tôi không? Trời ơi, tao nói ai da, thường ngày đi xe lăn không hà, mà hôm nay thằng nào nó chơi ác, nó tháo bà nó cái bánh rồi làm mượn cái rồi thắng sao trời ơi. Ai ai trời, cười gì cười trời, cái đó là người thằng người ta thắng đó chứ có té đâu mà cười. Chẳng qua là cái nghệ thuật nó thắng là phải thắng cái kiểu như vậy đó. Nói nào ngay, đang kho nồi cá kho dưới bếp á, cái sắp nhỏ nó nói ở ngoài đây nè, có đang có cái cuộc thi gì tìm kiếm những người tưởng mình có tài năng là lật đật chạy ra đây thi liền hả, mà sao ra tới đây rồi vắng que vắng quắc vậy chàng. Thôi kệ, đam mê nghệ thật mà, già già chứ ham vui lắm, quất luôn ai coi được hốt không hốt được. Thôi em xin tự giới thiệu, em giới thiệu tên trước nha. Em tên là Trần Thế Thái Nhân Tình Hình Thế Nhân Dân. Dạ, tại vì thấy cái tên dài quá nên em rút ngắn lại là Trần Thế Nhân cho nó vừa đủ cái chứng minh nhân dân. Em là ca hát múa nhảy nhạc kịch gì em cũng biết á. Tên đâu? Không tên hả? Bên đây tên đâu? Không tên luôn. Em nhảy liền nè. Nhìn cái mặt là em biết chưa tin nè. Em quất tiếp nè. Vô. Father love me, vì mới giống mother. Mother love me, vì mới giống father. Family, cùng là together. Xa là mê. Gần nhau em si mai mai mai. Dù bạn có là ai mà sẽ không bao giờ thoát khỏi, chỉ một cách là phải sức tốt, chỉ một cách là phải điều trị. Yeah. Nguyễn Ngọc Sơn ngủ ngửa nằm ngày ngủ ghê ngon ngon như nàng ngọc nữ năm nào nhớ nữa. Trời ơi trời, cái nồi cá kho chết trời ơi, xíu vợ vậy chửi. Thôi em tạm biệt nha, em dễ gì đó, ai hốt được em hốt nha, em tạm biệt nha. Xin mời ban giám khảo nhận xét. Khi bạn bước ra sân khấu mà phải cho mọi người biết bạn là ai đã. Người ta không hiểu bạn là ai hết. Tại vì già không ra già, bệnh nhân tâm thần không ra bệnh nhân tâm thần. Bạn có nhiều tài lẻ hay thật. Nhưng mà tôi nói cho bạn nghe, cái bi kịch nó xảy ra một chỗ là bạn đang có tập trung vô số lượng chứ không tập trung vô chất lượng. Đàn phải đàn cho hay, cò liếu phải kéo cho ra điệu, gõ phải vừa phải, nhỏ hơn cái tiếng rap của mình để nghe được mình rap, mình đọc cái gì. Và khi bạn hát một cái bài toàn chữ N không á, hát không có ga cải lương, nghe nó kỳ lắm. Hôm nay chị hơi tiếc là tại sao em không kiếm một cái kịch, một cái câu chuyện gì giữa hai người cũng được, ba người cũng được, phải nhờ bạn diễn. Đúng. Rồi từ đó đem hai ba cái món này ra mình chơi cho cái ý nghĩa và chơi trong cái logic và chơi cho người ta tin được, chứ không phải là lúc mà giống như là một cái ông tâm thần có đâu làm đó. Cảm ơn những góp ý rất là quý báu của ban giám khảo. Và nếu như yêu thích cho Trần Thế Nhân thì hãy soạn tin nhắn CXV và khoảng cách 06 gửi về 8234. Xin cảm ơn.